Ôi trời quá. Bây giờ đang khoảng là 9 giờ sáng và mình đang còn đi bộ ra ngoài bãi biển Hùa Hìn. Ở đây có rất là nhiều đá luôn. Biển ở đây, bãi biển khá là thoải, cá trắng. Nước thì cũng khá là trong nhưng mà không có thấy cái màu xanh giống như những cái biển ở miền Nam của Thái Lan. Đây, nước đây các bạn. Đó, bãi biển cũng rất là sạch sẽ nha. Lúc này thì du khách cũng chưa nhiều. Mà thường thường mình thấy ở Thái Lan thì bãi biển mà càng nhiều du khách đó thì người ta càng dọn dẹp sạch sẽ hơn á. Đây, đa số chỉ có lác đác là những người Thái người ta đi đi tắm biển rồi đi check in thôi. Lúc này 9 giờ sáng mà nắng rất là gắt luôn. Mình ở đây mà cảm thấy muốn cháy da rồi. Đang suy nghĩ là có nên xuống tắm hay không hay là để dành xuống biển dưới kia tắm luôn. Ô, chim nè. Con này là chim gì ta? Thấy con kia là giống con sáo rồi nè. Đấy, này, zoom lên cho các bạn thấy nè. Con này giống con sáo nè. Con này là cái con gì ấy? Các cô nương đang còn chụp hình check in. Đấy, vứt cái khẩu trang ở đây đây. Cái này là những cái vỏ của con hàu này. Các bác đây bạn đang nhặt hàu quá. Để hỏi coi thử. Ồ. Dài khá gầy cao lan thang mà lay ạ. Con đi kìm đai thế mày. Tua hỏi à, mình hỏi nắng luôn hả? Lo nám. À, cứ mới lại nám luôn đấy, nào về kịp hỏi hả? À. Hồi nãy thì mình chưa thấy mặt của cô cho nên mình gọi là bà. Nhưng mà sau đó thì mình đổi lại mình gọi là cô cho nó phù hợp. À, lúc này thì cô còn đang còn cày mấy con hàu sữa này trong lúc chờ thủy triều xuống. À. Đi ba kịp bên kia chỗ mồm lẹo. Không, cái mà năng kịp. À. Anh ấy mình เราไม่มีเครื่องมือมาถ้ามีเครื่องมือมาเราก็ได้ไหวครับเดี๋ยวมาวันหลังต้องเอาเครื่องมือมาด้วย อันนี้มาดูสิเคยมาดูน้ำมันแห้งแบบไหนครับลงแบบไหน Đây là con phố chủ yếu hoạt động về đêm này, nên ban ngày nhìn buồn hiu. Giờ này mọi người đang đi ngủ hết rồi, tối mới lên nhạc sập sinh. Mình dạo quanh các con phố thì mình thấy là vẫn chưa có phục hồi đâu. Nhiều mặt bằng quán xá vẫn đang đóng cửa và khá là hoang tàn. Nhưng mà dọc đường thì mình cũng có thấy các cái bảng quảng cáo về cái hoạt động xúc tiến vào tháng 5. Cho nên mình nghĩ là tháng 5 thì sẽ ok hơn. Hiện tại thì mình thấy ở Hùa Hìn thì chủ yếu là khách du lịch địa phương và khách nước ngoài chủ yếu là từ phương Tây. Còn khách châu Á thì thấy không bao nhiêu hết á. Hầu như là không thấy khách châu Á luôn. Mình đây, mình là khách châu Á nè. Khu này là khu Hùa Hìn về đêm này. Khách Tây cũng nhiều quá trời. Cảm giác như là trước dịch đấy. Không thấy khách châu Á đâu hết trơn á, đa số là khách châu Âu không à. Có lẽ đây là phố đèn đỏ rồi. Trời, hết hồn luôn. Thôi sợ quá các bạn ơi, về ngủ thôi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.